Chị Lệ Dịnh bất ngờ bày tỏ tình cảm với Lâm Canh Tân trước thềm giữ Phượng Hành lên sóng khiến dân tình phát sốt. Mà đây mạng xã hội được fan phát sốt trước việc chị Lệ Dịnh bất ngờ bày tỏ tình cảm với Lâm Canh Tân. Mới đây mạng xã hội phát sốt trước một phân cảnh trong trailer trước thềm lên sóng của bộ giữ Phượng Hành. Theo đó đoạn hội thoại đầy ngọt ngào mà Thẩm Ly ra triệu lợi dĩnh thủ vai dành cho hành chỉ do Lâm Canh Tân thủ vai đã khiến khán giả không khỏi rung động. Cụ thể khi nhân vật hành chỉ đi trước Thẩm Ly, cô đã nhẹ nhàng yêu cầu người mình yêu đi chậm lại. Khi được hỏi Thẩm Ly chỉ ngại ngùng thừa nhận rằng Tại vì mỗi khi chàng đi trước ta thì ta không thể nhìn thấy bất cứ một màu sắc nào khác Sau khi phân cảnh này được hẻ lộ có thể thấy rằng mối tình giữa Triệu Lợi Dĩnh và Lâm Canh Tân rất mãnh liệt nồng cháy Nhưng cũng không kém phần ngang trái Trong khi Bích Thương Vương Thẩm Ly vốn có hôn ước về Thái tử tiên tộc Nhưng vì không muốn thuận theo cuộc hôn nhân sắp đặt mà cô bỏ trốn xuống nhân gian Thẩm Ni gặp được thần quân hành chỉ Lâm Canh Tân, cả hai cùng nhau trải qua biết bao hoạn nạn, thừa nhận tình cảm của mình với đối phương. Ở thời điểm hiện tại, dự án giữ phượng hành vẫn là dự án được khán giảm mong đợi nhiều nhất. Dựa trên đánh giá của truyền thông Trung Quốc, bộ phim sẽ chính thức lên sóng vào ngày 18 tháng 3 tới. Được biết, Triệu Lợi Dĩnh trong bộ giữ phượng hành giữ hai vai trò khi vừa là nữ chính, vừa là giám chế, giám đốc sản xuất hay còn gọi giám đốc chế tác. Nàng tiêu hoa dẫn đầu nửa 80 năm, vẫn luôn đam mê công việc và vai diễn dù ở vị trí nào cô cũng luôn thực hiện công việc một cách nghiêm túc và có trách nhiệm cô từng chia sẻ tôi luôn phải giữ trạng thái tốt và yêu cầu với bản thân cũng khắt khe hơn trước một chút tuy nhiên cô cũng gửi lời đến khán giả của mình tôi không muốn người khác giống mình vì tôi nghĩ mình quá khắt khe về bản thân tôi mong mọi người có thể duy trì trạng thái tinh thần tích cực và sẵn sàng tin rằng trên thế giới này còn nhiều điều tươi đẹp hơn